Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 7 tháng 11 năm 1981, 7 tháng 11 năm 2021, sáng nay ngày 5 tháng 11 năm 2021, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ đến thăm tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An tại Chùa Thiên Châu, Tăng ni Phật tử Chùa Thiên Khánh và Tịnh xá Ngọc Tâm trên địa bàn thành phố Tân An. Tại các cơ sở Phật giáo đến thăm, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng bào Tăng ni Phật tử trong thời gian qua đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng và diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục, trong đó hoạt động tôn giáo phần nào bị ảnh hưởng. Nhưng trong đó cũng có lúc sự yêu thương được lan tỏa, nghĩa cử và trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước được thể hiện hơn bao giờ hết. Lãnh đạo tỉnh Long An đánh giá cao những hoạt động thiết thực mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã chủ động tích cực hợp tác với chính quyền và cùng với nhân dân thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch tại tỉnh nhà, cũng như đóng góp tích cực thể hiện qua việc ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch, giúp đỡ nhân dân trong vùng dịch, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những việc làm đầy ý nghĩa, tốt đẹp đó thật ấm áp và đáng trân trọng, đã và đang được lan tỏa trong cộng đồng. Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và thông tin tình hình hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh. Trong thời gian qua, đồng bào Phật giáo tỉnh nhà đã thực hiện tốt các quy định về sinh hoạt tôn giáo trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, công tác từ thiện, nhân đạo được quan tâm. Nhiều tấm gương điển hình trong tăng ni Phật tử đã trở thành nhân tố tích cực ở cộng đồng dân cư.